À, chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Em cũng lại là em mọi người. Bữa nay là chiều ngày thứ năm, ngày 27 tháng 7 2023, nhằm ngày lễ Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Thì em chúc mọi người có những cái ngày làm việc và những cái ngày sinh hoạt thật là vui, thật là nhiều cái thành công nhé. Thì sáng sớm nay em có quay một cái video là em báo một chuyến xe em đi miền Đông, Long An lên Sài Gòn rồi lên Bình Dương rồi đi Đồng Nai. Thì được nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều anh em, chẳng những anh em ở tuyến miền Đông mà các anh em ở miền Tây cũng như là miền cái mấy cái miền mà dùng trên anh em, miền lũ á, thì cũng đã tham gia rất nhiều. Em cảm ơn mọi người. Thì cuối cùng em đã ghép gần đầy đủ chuyến xe đi miền Đông rồi. Trên chuyến xe đó bây giờ có ba chú và ba chú mua một cái lượng hàng cũng khá là ok. Thì em quay video này với mục đích là cảm ơn mọi người trong ngày hôm nay đã nhiệt tình ủng hộ kênh miền Tây Solar, đã đăng ký mua hàng và đã mua hàng rất là nhiệt tình. Cái thứ hai nữa là hiện tại đang có một chú lấy một cái hệ cũng khá là hoàn chỉnh về năng lượng mặt trời, nhưng mà chú ở Hòa Thành Tây Ninh thì nó hơi gọi là hơi hơi khó đi so với mấy chú ở miền Đông. Thì mấy chú ở miền Đông sáng ngày mai là mình đi sớm nha, đi rất sớm, rất là sớm luôn. Còn chú ở Hòa Thành thì tài xế nói là nếu mà quẹo lên chú ở Hòa Thành nữa thì nó quá xa, đi một ngày về thì sẽ không kịp. Cái này là em có sao nói thật nha, bác tài xế cũng mới về, mới ở chỗ em, mới ngồi nói chuyện về đây, mới uống nước trà rồi mới về. Thì cho nên là bây giờ chú ở Hòa Thành là một cái chuyến riêng, đi vào ngày thứ bảy ha, ngày thứ bảy là về tài xế đi tiếp. Thì bây giờ em quay video này để em tiếp tục kêu gọi. Bây giờ em là ở Châu Thành của Long An, đi lên thành phố Tân An của Long An, đi lên Bến Lức và đi lên Đức Hòa, Đức Huệ, sau đó lên nguyên một cái tỉnh Tây Ninh luôn, nguyên một tỉnh Tây Ninh luôn nha. Có nghĩa là bây giờ mà anh em nào mà ở từ Châu Thành Long An lên Châu Thành của Long An ha, lên Tân An, lên Bến Lức rồi lên Đức Hòa, Đức Huệ, rồi lên nguyên cái tỉnh Tây Ninh luôn, nguyên thành phố Tây Ninh luôn, Trảng Bàng hay là gì đó, hay là Hòa Thành hay là thành phố Tây Ninh gì đó, nguyên cái đoạn đường đó, thì mọi người đăng ký thứ bảy chúng ta lên đường nha. Pin 390W đây anh em, 5.700 một watt đó. Mọi người thích nghe 5.700 hay là mọi người có thể nhân lên số tiền mỗi tấm, lấy 5.700 nhân cho 390 ra là 2.230.000 mỗi tấm ha, 2.230.000 mỗi tấm. Thì em nhắc lại, những cái chuyến xe này em tổ chức á là phí ship mỗi tấm đều là 100.000 hết đó, phí ship mỗi tấm pin đều là 100.000 hết ha. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta có thể là nếu mà có phí ship cao hơn ở những trường hợp đặc biệt nha. Ví dụ như chú ở Hòa Thành đi, chú ở Hòa Thành thì ví dụ thôi ha, ví dụ như mình lấy là 6 tấm thì phí ship là 600.000, nhưng có mình à, đó, nếu phí ship 600.000 như vậy thì em phải bù nhiều quá và cuối cùng là chuyến xe đó em lỗ. Cho nên là em có thể thu phí ship của chú là đến 1 triệu, thì cái chuyến xe đó ví dụ như 1.700.000 đi, thì em chịu 700, còn chú chịu 1 triệu. Đó, chứ còn mà ví dụ như có mình à, mà thu 100.000 một tấm thì em lỗ nhiều quá, em không tổ chức được, mong mọi người thông cảm. Thì nó có những trường hợp đặc biệt chứ không phải lúc nào cũng là phí ship 100.000 tấm nha mọi người. 100.000 tấm đối với những chuyến xe mà có nhiều người, có nhiều người trên đó ha, em nói vậy cho mọi người thông cảm cho em. Thì em nhắc lại ha, pin 390W này là 2.230.000 tấm cộng phí ship 100.000 nha. Đó, giờ lên chuyến xe miền Đông bây giờ anh em đăng ký còn kịp đó nha. Xe miền Đông hoặc là chuyến xe đi Hòa Thành Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, rồi đi qua Đức Hòa, Đức Huệ, rồi Bến Lức đồ này kia ha, đó, ở Trảng Bàng rồi ha. Đó thì đây là tấm pin ý nè, tấm pin ý thì nãy giờ em đi quay lại cho mọi người xem cái tấm pin ý rất là tuyệt vời, và ngày nay anh em hỏi cũng khá nhiều. Ở đây em dùng hai cái pallet để em làm cho nó không ngã. Bữa nay gió rất là lớn, khu em gió rất là khiếp anh em, bữa nay gió rất là khiếp, cho nên anh em nào có tấm pin mà trên năng lượng nóc nhà thì nhớ chặn buộc lại nha, để nó lật nha. Em test tấm pin Mỹ từ hồi trưa giờ, em test xong đem vô cũng là mấy bận rồi, giờ cũng còn để đây, trời cũng hết nắng. Đây là cái tấm pin Italia nè, 450W. Hiện tại em đang bán giá thì nói chung là em không có được công bố giá lên cái video này đó, thì anh em nào cũng biết giá nhắn em Zalo, gọi điện thoại hỏi trực tiếp đó. Thì giá của em đưa ra thì sẽ ok nhất cho mọi người có thể mua được. Tấm Futura Sun ha. Đó thì em đã giới thiệu lúc sáng nay, tấm pin ý rất là tuyệt vời. Chiều dài là hình như là hơn 2m, chiều ngang là hơn 1m. Và công nghệ thì mọi người cũng thấy trên video, biết công nghệ gì rồi ha. 9 bus và hot cell đầy đủ hết.
Thì anh em nào cần mua tấm này thì cứ liên hệ mình nha. Sáng thứ bảy mình lại có một chuyến nữa đó. Rồi sáng ngày mai là sáng thứ sáu mình lại có một chuyến rồi đó. Cho nên là mọi người tham gia chuyến nào thì liên hệ em. Đó, nhớ liên hệ nhanh nha mọi người. Chứ nhiều khi em đi xong về rồi á, là thường thường em rút kinh nghiệm là khi em kêu gọi thì mọi người không lên, mà không lên xe, mà khi em đi về rồi thì mọi người lại hối tiếc. Ôi sao hổm, không biết có chuyến đó đặng đi đặng được vận chuyển tốt này kia ha. Đó thì liên hệ nhanh nếu mà cần. Ngoài ra là những tấm pin 120 nè, những tấm pin Mỹ nè, chúng ta cần lên những cái chuyến xe đó là cũng ok luôn. Hoặc là những cái thùng đèn, hoặc là những tấm pin 200W, 150W rồi này kia, chứ không phải nhất thiết phải đi bằng pin lớn này nha. Mua cái gì cũng được hết, mua nhiều nhiều thì ta đi chuyến xe đó. Đấy, còn mua ít thì gửi bưu điện. Đó, thì đây nè, tấm pin đang làm cho mọi người tốn tiền điện thoại nhiều nhất nè. Gọi hỏi em, tấm pin 415W của Zinco và giá là 6.500W, mỗi tấm là 2.700.000 tấm, cộng phí ship là 100.000. Ở pin này thì nó rất là chất lượng ha, full black. Đấy, bạn nào mà đam mê liên hệ nha. Còn đây là tiếp tục là pin Mỹ, ở pin Ý. Pin Ý nha. Đó, Futura xanh này là đưa cho anh em coi cái thông số nha. Đó. Thì anh em nào mà trên cái cung đường của hai chuyến xe ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì liên hệ nha, để chúng ta có thể nhận được pin tốt nhất ở trong cái chuyến hè này. Thì mình sẽ cố gắng đi xong hai chuyến miền Đông này thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua đi miền Tây nha. Mấy chú miền Tây cũng đã đăng ký và cũng đã hỏi thăm rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có chốt là tại vì mình còn lay quay tính toán cho mấy chú ở miền Đông này trước. Ví dụ như mà đi mà chở pin về thì đâu có vấn đề gì mọi người. Ví dụ như chú ở Hòa Thành chú mua một cái hệ, một cái hệ đó là một cái danh sách, ví dụ như vậy đi. Mình quay video danh sách cho anh em coi nè. Cái danh sách này không phải tự nhiên mà có, mà là mình phải ngồi mình suy nghĩ. Chú lắp cái hệ như thế nào là mình lo cho chú từ ở trên nóc nhà xuống tới dưới đất luôn, từ cái con kẹp pin kẹp giữa, từ cái bát Z, rồi lắp như thế nào, từ cái MC4 rồi dây nối luôn. Nói chung là không thiếu một cái linh kiện nào hết. Cho nên là ở này nãy thiếu dây nối nè, chú ghi chú thêm dây nối hàng trên và hàng dưới, ghi đây để mốt tự bấm nè, dây nối hàng trên và hàng dưới ghi vô để nhớ, để mốt là khi chúng ta soạn là chúng ta không có bị thiếu, gửi tới là mấy chú gắn được liền, chứ không có cần phải là gọi là chạy đi kiếm dây hay là chạy đi MC4 ha. Nghĩa là một cái hệ hoàn chỉnh luôn, dây nối giữa hàng trên và hàng dưới là chúng ta sẽ là chuẩn bị sẵn luôn. Tại sao lại chuẩn bị sẵn anh em? Bây giờ là tấm pin á, là để mình đi qua đây cho anh em coi. Tấm pin bây giờ là nó có xu hướng làm gọn nhẹ và nó mang tính chất an toàn. An toàn là dây không có lượm thụm này kia lòng thòng rồi thưa, thấy không? Cho nên nó sẽ làm dây như thế này nè mọi người. Dây ngắn như thế nè. Dây nó ngắn vậy nè. Mà dây ngắn như thế này á thì khi mà kết nối á, thì khi mà người ta gắn hàng trên với hàng dưới á, thì cái này nó thiếu. Cái này là hai tấm kế bên mới được, chứ còn hàng trên hàng dưới là thiếu rồi. Cho nên là mình tính cho mấy chú luôn cái cộng dây nối giữa hàng trên và hàng dưới luôn, để mình gửi cho mấy chú là mấy chú lắp một cái là xài luôn. Chứ còn mà chạy đi kiếm dây rồi bóp MC4 nó thì nó hơi mất thời gian ha. Thôi mình xin chào mọi người nha, nhắc lại là sáng thứ sáu, sáng thứ bảy đều có một chuyến đi hết miền Đông hết nha mọi người. Đó, nhưng mà cái cung đường nó khác, nói là miền Đông thôi chứ còn mà nó cũng cách xa về cung đường dữ lắm. Đó, thôi anh em nào ủng hộ thì nhắn tin em Zalo, gọi điện trực tiếp. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những cái video lần sau. À quên nữa, anh em lấy pin khác cũng được nha, chứ không phải mình đi qua pin lớn này không, cái mọi người tưởng đâu là mình chỉ chở pin lớn đi xa. Nè, pin nhỏ nhỏ này em cũng chở đi xa được hết nha. Đó. Pin 200W nè, mọi người mua 5-7 tấm vậy có hú em. Em gói em gửi luôn. Ha. À, gói gửi bưu điện luôn. Nếu mà mọi người mua nhiều trên hai cung đường lúc nãy á là sao? Em bỏ lên xe ba gác chở luôn. À, đấy. Pin thì em có rất là nhiều loại đây. Cái pallet đằng đây sắp hết rồi nè, hồi hổm nó ve ra tới đằng đây mọi người nhớ không? Bữa nay nó thụt vô trong đó. Nói chung là anh em mua cũng rất là nhanh.